Tấn ơi, gái bà chủ kêu. Dạ. Dạ, thưa bà chủ gọi tôi. Dạ, bà, thưa bà chủ gọi con. Sáng nay có ai nghe ông nói là ông đi đâu không? Khi nào về không? Dạ không, tôi không có nghe bà chủ ơi. Con có nghe nè bà. Ông nói là ông đi qua chợ lớn thu tiền hàng, rồi ghé qua bến xe nhận hàng rồi giao cho mối luôn. Nghe có nhiêu đó mà cũng bày đặt tài lanh. Thằng Tấn có nghe ông nói đi đâu không? Dạ, con cũng chỉ nghe được nhiêu đó thôi ạ. Mấy người, tại sao ông đi đâu mà không ai biết gì hết trơn vậy? Tố ra đi kiếm ông về đây cho tôi. Dạ thưa bà chủ, hồi nào giờ tôi ở trong bếp không à, không có đi ra ngoài đi đâu hết trơn á, nên đâu có biết đường đâu đi tìm ông chủ. Dạ đúng rồi bà chủ, bây giờ trời tối rồi con sợ ma lắm. Con cũng giẫm nát cái đất này rồi, bây giờ biểu đi kiếm ông con không biết đi đâu luôn á. Dạ con cũng vậy nữa. Mấy người đúng là lũ ăn hại mà, nuôi cơm mấy người á tốn công vô ích. Hôm nay mà không kiếm ông về đây được, mỗi người ăn 100 roi đuổi ra khỏi nhà. Ông đi mà không báo với bà, rồi bà không biết đi đâu, bây giờ phạt tụi con, tội cho tụi con quá. Còn trả keo nữa hả? Trả keo á thì bị đòn trước, lên dáng nằm xuống. Thằng Tấn, đi vô trong lấy cây roi ra đây, lấy cái roi ông quất ngựa đó. Ờ, trời trời, ờ, dạ dạ thôi bà chủ, dạ vậy để tụi tôi đi. Má ơi con đây. Bà chủ ơi, cậu chủ khóc kìa, hồi nãy vú vỗ mà cậu không có nín, cậu đòi bà á. Dạ đúng rồi đó bà chủ. Má vô đây, má vô đây nè con trai cưng ơi. Để má kêu tụi nó pha sữa cho con nha. Thôi, cũng tối trời rồi, tôi xin cứu mọi người tôi về. Chứ để shipper nó đợi. Ủa, sao nó không kêu nó vô đây ăn uống? Rồi lát nữa tôi kêu tụi nhỏ giăng cái giọng ở ngoài góc hiên á, cho nó ngủ, lát đưa anh về có phải khỏe hơn không? Hôm nay ngày mãn tang của anh Tư, anh em chúng mình tập hợp ra đây ăn nhậu chơi đờn ca cho nó thỏa thích một bữa. Đúng rồi. Rồi sau đó mình về cũng được. Bây giờ mình không lẽ bỏ về ngang vậy, anh em mình đâu có tình nghĩa gì nữa đâu. Không có được, cái này là không được, đúng không? Vậy cũng được. Mấy năm rồi á, tan chế tôi không nghe chị ca hát gì hết. Mà tôi nhớ lúc trước á, ảnh đờn chị ca mùi lắm, cả xóm mình cũng nể hết á. Thôi bây giờ chị ca đi, tôi đờn. Vậy thôi tôi với anh Phú qua kia ngồi hen. Đi, đi anh. Mộng vỡ tan, thời khắc gặp nhau sau lắm nỗi đầu sông tương, kẻ cuối sông tương. Ngắm ngồi số phận mà dòng ngân thủy khô cạn tử bao. Thôi, buồn quá không có ca nữa. Tưởng đờn ca cho vui, ai về chọc chúng nỗi đau của chị. Thôi, tôi xin cứu gì trước à. Trời ơi, cha nội, sao đâu về sớm vậy? Nhà có con ổng đực chứ không hay gà mái dầu đâu, có đạp hoài đâu có đẻ đâu. Ổng đẻ cũng sao, con lớn cả chục tuổi rồi như lên ba, cũng rầu lắm chứ. Bây giờ có ba tuổi hay là mới sanh á, thì cũng đỡ hơn tôi. Phải chi thằng con trai của tôi nó không bị lật ghe chết chung với ba nó, thì bây giờ chắc cũng ngang tuổi con anh Phú. Chị nói tôi mới nhớ, cái thằng nhỏ nhìn cái mặt á sáng sủa thông minh lắm à. Dạ, nó khôn lanh sáng dạ lắm anh. Đàn bà sao mà khéo đẻ dữ vậy? Cảm ơn anh quá khen. Thôi, mất hứng rồi. Bây giờ không có đờn ca gì nữa hết á, mình bay ra nhậu nữa đi.
Coi bộ anh Phú anh muốn về rồi. Ủa bà nhà khó lắm hả? Anh sợ bà hả? Sợ cái gì mà sợ? Không sợ lại nhậu với tụi tôi. Nhậu thì nhậu, ngán gì ai mà không nhậu. Nhậu ha. Nhậu. Ừ, rồi. Vậy mấy anh mà ở lại á, tôi đi xuống nướng khô cá lóc trộn với xoài cho mấy anh ngồi tâm sự. Có mấy anh á thì tôi cũng đỡ buồn, đỡ nhớ ổng.